Thanh Thanh Tâm xem con Vũ Linh là con gái, lộ lý do ly hôn hai người chồng giàu có sống vất vả ở Mỹ. Chia tay, thật sự là em nghĩ chắc không có chia tay đâu. Tại vì tuy rằng bây giờ sẽ không gặp được anh nữa, nhưng tất cả những cái tình cảm của em đối với anh, những cái suy nghĩ về anh Linh nó vẫn sống mãi trong lòng của em. Theo em nghĩ là chắc đến hết cái cuộc đời này. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1963 tại Sài Gòn, là con gái nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng và nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Bà theo chân ba mẹ đi hát từ năm 4 tuổi, đến năm 8 tuổi đi đóng phim và được mọi người ưu ái gọi với danh xưng thần đồng cải lương. 14 tuổi, Thanh Thanh Tâm thi đậu vào trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Dù vậy, bà chỉ thực sự nổi tiếng khi đóng cặp cùng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào năm 1987 tại đoàn Trần Hữu Trang 2. Cặp tình nhân sân khấu cực kỳ mùi mẫn qua các vở tuồng, Nước mắt bạo lực, Tình yêu tên cướp, Hòn vọng phu, Xa phu đi xứ, Những người còn oan nghiệt. Đáng tiếc cuộc sống đời tư của bà lại không may mắn như sự nghiệp. Nữ ca sĩ có hai đời chồng, hiện tại đang là mẹ đơn thân. Tuổi già tôi chỉ muốn một tìm viện dưỡng lão để sống, bà trải lòng. Được biết, Thanh Thanh Tâm từng có mối tình với ông Hoàng cải lương Vũ Linh, sau đó tan vỡ hai cuộc hôn nhân nên bà quyết định sang Mỹ vào năm 2012. Tôi cũng xác định qua đây nghề hát là nghề phụ nhưng cũng nhớ anh em nghệ sĩ rất nhiều. Vừa qua Mỹ, tôi đi học làm nail và có nhiều người dữ dằn lắm khiến cho tôi sợ. Được 2 năm thì tôi nghỉ, rồi tôi đi làm bưng bê, dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở. Được một thời gian, cô quản lý nhỏ tuổi hơn con gái của tôi bắt nạt tôi. Tôi thấy cô ấy không tôn trọng người lớn, khóc quá trời rồi xách túi đi về. Tôi thấy công việc đó không có gì xấu hổ, nó cũng là công sức của mình. Sau này tôi quay trở lại làm nail, chăm sóc da mặt tới tận bây giờ là 10 năm, dần dần cũng phải chấp nhận theo với nghề này, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Vào năm 1981, bà kết hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng. 4 năm sau, hạ sinh cô con gái đầu lòng đặt tên là Lưu Thị Ca Dao. Mối tình này chỉ kéo dài 7 năm rồi kết thúc. Bà ly hôn chồng và chung sống với cô con gái đầu của mình. Năm 1987, Thanh Thanh Tâm nổi tiếng khi hát cặp với nghệ sĩ Vũ Linh. Khán giả hoan hô, ủng hộ đến độ la ó và phản đối không cho Vũ Linh hay là Thanh Thanh Tâm hát cặp với bất kỳ một nghệ sĩ nào khác. Theo như nghệ sĩ Diệu Huyền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể lại, anh đã từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ mong muốn cưới cô làm vợ. Lúc đó bà khuyên Vũ Linh suy nghĩ kỹ càng. Bẵng đi một thời gian, mối tình này tan rã trong âm thầm. Nguyên nhân là có một người hâm mộ muốn tặng cho Thanh Thanh Tâm một chiếc xe gắn máy, nhưng Vũ Linh không cho nhận. Bởi vì anh cho rằng mình có nghề giỏi sẽ làm nên tài sản, không cần nhận của người khác. Nhưng người yêu của anh đã không nghe lời, họ chia tay trong tiếc nuối. Mãi cho đến tận năm 2022, Thanh Thanh Tâm mới lần đầu tiết lộ. Thời đó sàn diễn cải lương còn đông khán giả, một ngày đi diễn có khi là 3 suất, cả hai ở bên nhau suốt, vai diễn thấm vào trong tim, có rung động với nhau là thật nhưng rung động vì vai diễn. Lúc đó cả hai người đều độc thân. Nếu tôi gật đầu đồng ý là gia đình bên anh ấy đưa chầu cau sang nhà tôi ngay, nhưng đúng là giữa chúng tôi có duyên mà không còn nợ, chỉ là đôi tình nhân trên sân khấu mà thôi. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm nhắc lại về Vũ Linh. Năm 2000, Thanh Thanh Tâm tái hôn với một người chồng bên ngoài nghề hát và sinh được một cậu con trai. Được biết, ông xã luôn giúp đỡ và hỗ trợ bà trên sân khấu cũng như ngoài đời. Tuy lịch diễn kín mít nhưng bà đã cố gắng nấu nướng và chăm sóc gia đình chu đáo. Tuy nhiên, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm bất ngờ quyết định ly hôn chồng một lần nữa không lâu sau đó. Bà một mình đưa hai con sang Mỹ, bươn trải, nuôi các con ăn học đàng hoàng. Lý do bởi vì, mỗi lần hào quang trong nghề hát của tôi tới, y như rằng sau đó sẽ có một điều không may mắn đến, nhất là trong chuyện tình cảm. Thực lòng tôi không thích, đã rất nhiều lần tôi xin tổ nghiệp không đi hát nữa, nhưng tổ không cho. Bà tâm sự. Tại Mỹ, Thanh Thanh Tâm làm việc tại tiệm nail của nghệ sĩ Ngọc Thủy, con gái nghệ sĩ Thanh Hùng, tại Portland cho đến nay. Từ sau khi ly hôn, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm một mình nuôi dạy các con trai Kim Tuyền được công nhận quốc tịch Mỹ từ khi sinh ra vì cha là người Mỹ gốc Việt. Tôi thấy có lỗi với các con vì không thể giữ cho con một mái ấm có mẹ và có cha. Ca Dao, con gái đầu 38 tuổi, đã tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thông tin và đi làm. Con trai Kim Tuyền, 25 tuổi, cũng đã trưởng thành, hiện quản lý một tiệm bánh, trong khi đang học năm thứ 2 của ngành y tá. Tôi thích chăm sóc các con, xem đó là niềm vui, ví dụ như là hàng ngày được chở con đi làm. Thanh Thanh Tâm trải lòng,
nữ nghệ sĩ vẫn đi làm thuê và không có ý định mở tiệm nail vì không thích càng đáng gánh nặng khi làm chủ. Trước đó, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm về Việt Nam để viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi 100 ngày ông. Bà đã khóc trong đau đớn, thậm chí là mất ngủ trong nhiều đêm. Việc từ Mỹ về Việt Nam không phải nói là về được ngay. Ngay cả lúc ba mất, tôi cũng không thể nào về được. Mọi thứ rất khó khăn. Khi về Việt Nam, tôi phải sắp xếp công việc, mua vé máy bay phải hết vài nghìn đô. Về Việt Nam rồi lại qua Mỹ, cuộc sống của tôi lại chồng chất khó khăn. Tôi thương anh Linh nhưng lực bất tòng tâm. Lúc anh mất, tôi không thể nào về ngay. Chia sẻ về nghi vấn là mẹ ruột của Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh, bà cho hay. Hoàn toàn là tin thất thiệt, không có cơ sở. Tôi và anh Vũ Linh chỉ là đồng nghiệp. Lúc trẻ đã từng có cảm tình, nhưng chúng tôi dành hết trái tim yêu thương cho vai diễn. Xin đừng thêu dệt chuyện sai sự thật. Tôi chỉ có hai người con, không liên quan gì đến Hồng Loan như lời đồn đại. Dù vậy, bà cho biết, bản thân mình xem Hồng Loan như người con gái của mình, bởi vì con của anh Vũ Linh là một người quá thân thiết với bà. Nếu có gì giúp được sẽ luôn sẵn sàng. Chỉ tiếc là khoảng cách người ở Việt Nam, người lại ở Mỹ nên cũng rất khó khăn trong việc gặp nhau. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân hiện tại vẫn chưa mua được nhà, chỉ mong sau này vào viện dưỡng lão không phiền con cái. Tôi vẫn muốn sống bên các con cho đến khi nào chúng lập gia đình và dọn ra sống riêng. Ca Dao lo cho tôi đi làm vất vả, nói rằng mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi để các con lo. Nhưng tôi không làm như vậy được vì tiền thuê nhà là cả một vấn đề. Nếu tôi gặp chuyện, các con gánh hết thì tội nghiệp. Còn sức tôi sẽ còn lao động. Sau này dựng vợ gả chồng cho con xong, tôi sẽ tìm một viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già. Tôi không có nhu cầu tiêu xài nhiều vì vốn quen rẻ rẻn. Lâu lâu mới tự mua một chiếc áo cho mình, giá cũng chỉ khoảng 5-6 đô, không đến đồ hiệu. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, không tham vọng một live show riêng, đánh dấu gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, chỉ mong một live show có đầy đủ anh chị em nghệ sĩ để thỏa nỗi nhớ nghề và nhớ đồng nghiệp. Tôi phân vân tại sao người ta nói bên Mỹ cần có một người đàn ông. Mọi người cứ kiếm người làm mai cho mình. Tôi cũng hơi khó tính một chút, giới thiệu người nào cũng nói không được. Mà thực sự tôi cũng không muốn. Tôi thấy bên Mỹ sống một mình, sướng mà, đâu cần đàn ông. Cái gì tôi cũng có thể tự làm. Ngày còn trẻ tôi quen cũng nhiều, bây giờ cũng mệt mỏi. Tôi nghĩ chắc con cũng không muốn tôi đi bước nữa. Các con thấy chuyện tình cảm của tôi không tốt, buồn nhiều hơn là vui, nên nghĩ rằng mẹ ở vậy sẽ tốt hơn, nữ danh ca trải lòng. Nữ nghệ sĩ tiết lộ sau khi qua Mỹ, mỗi ngày bà dậy từ 5 giờ rưỡi sáng, chuẩn bị cơm nước cho hai con và mình mang theo đi làm. Đến 21 giờ Thanh Thanh Tâm mới quay trở về nhà. Đã 10 năm qua, gần như ngày nào bà cũng sinh hoạt như vậy. Cả một chặng đường dài, lý do duy nhất khiến cho Thanh Thanh Tâm cố gắng từng giây từng phút và vượt qua tất cả, đó chính là vì hai con. Bên cạnh đó còn tình thương của khán giả cũng như đồng nghiệp ở hải ngoại. Nhiều người nhận ra bà, thương cảm, tặng lại vài trăm đô, tặng hoa và động viên. Tôi cũng nhận được tình cảm đong đầy của người Việt ở hải ngoại. Định cư ở xứ người, nhưng lửa nghề của nữ diễn viên vẫn cháy đều và cháy đượm. Bà mang từ Việt Nam qua mấy thùng đồ diễn, kịch bản tuồng, khi nào có show vẫn nhận lời để thỏa nỗi nhớ nghề. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm tiết lộ thêm tình trường ngày còn trẻ chọn người yêu khá khó tính, soi vẻ ngoài và chi tiết đến cả móng tay. Sau nhiều mối tình ngày còn xuân xanh và hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà bây giờ đã khép cửa trái tim, chỉ mong cuộc sống quây quần bên con, người thân và công việc. Dù có người làm mai, nữ nghệ sĩ cũng thẳng thừng từ chối chỉ sau một lần gặp. Bà nhớ mãi mối lương duyên sân khấu với nghệ sĩ Vũ Linh, cho đến tận bây giờ đó là một kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ.